Hôm qua, huyện Thái Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Thái Lai. Tính đến ngày 22 tháng 11, huyện Thái Lai được CDC phân bổ 317.968 liều vaccine. Tổng số liều đã tiêm cho người dân đạt tỷ lệ 99,6%. Theo đó, huyện đã tiêm cho người trên 18 tuổi trở lên liều cơ bản mũi 1, mũi 2. Các xã thị trấn cơ bản hoàn thành theo yêu cầu. Tiêm chủng mũi 3 nhắc lại một lần, tỷ lệ đạt 74%. Tiêm chủng mũi 4 nhắc lại lần 2 đạt 67%. Đối với trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, liều cơ bản mũi 1, mũi 2, các xã thị trấn cơ bản hoàn thành theo yêu cầu. Tiêm chủng mũi 3 đạt tỷ lệ trên 82%. Đối với trẻ từ 5 đến 12 tuổi, tiêm mũi 1 cho 12.157 trẻ, tỷ lệ đạt 100%. Tiêm mũi 2 cho 11.559 trẻ đạt gần 100% tổ chức thực hiện làm sạch thông tin và ký số xác nhận hộ chiếu vaccine cho 45.789 đối tượng. Dịp này, 11 tập thể, 11 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thái Lai tặng giấy khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác tiêm phòng vaccine COVID-19 trên địa bàn Thái Lai năm 2022.